Xin kính chào bà con nông dân và quý vị khán giả đang đến với chuyên đề sức mạnh sinh học, một chuyên đề cung cấp nhiều giải pháp canh tác bền vững do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp sản xuất. Thưa bà con, trong canh tác lúa hiện nay thì rầy nâu là đối tượng mà chắc hẳn nhiều bà con nông dân lo ngại. Vậy thì việc phòng trị rầy nâu như thế nào là hiệu quả và an toàn cho cây lúa? Mời bà con cùng đến với chuyên đề sức mạnh sinh học lần này với chủ đề quét sạch rầy nâu. Thưa bà con, đồng hành trong chuyên đề sức mạnh sinh học ngày hôm nay, xin được giới thiệu kỹ sư Huỳnh Nhật Trường, trưởng phòng quảng bá sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Xin chào anh Trường ạ. Chào Trung Nhã và bà con đang theo dõi chuyên đề sức mạnh sinh học. Thưa bà con, hiện tại thì Trung Nhã và anh Trường đang có mặt tại thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang. Nơi đây đang có những cánh đồng đang bước vào giai đoạn đồng trổ, là thời kỳ cực trọng đối với canh tác lúa. Vậy thì những kinh nghiệm quản lý rầy nâu của bà con nông dân ở đây như thế nào? Mời quý vị khán giả cùng với Trung Nhã và anh Nhật Trường đến thăm một cánh đồng của bà con nông dân ở đây nha. Mình đi thưa anh Trường. Xin chào anh Đức Nhã. Dạ, xin chào anh Trung Nhã và anh Trường và quý bà con nông dân. Anh Nhã ơi, anh có thể chia sẻ cho bà con nông dân đang theo dõi chuyên đề sức mạnh sinh học là đối với con rầy nâu thì anh lo ngại những gì nè? Con rầy nâu thì nó chích thúc, nó gây cháy rầy cho lúa và nó sẽ truyền bệnh vàng lùn, gây hại mạnh nhất ở giai đoạn đồng trổ, gây lép lửng cho lúa. Rồi với những cái lo ngại như vậy thì bình thường là anh có những cái biện pháp nào để mà mình phòng trị hay mình tiêu diệt rầy nâu không anh? Anh có thể chia sẻ với anh Trường ở đây để mà chúng ta cùng trao đổi thêm. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì mình phải né rầy, phải xạ giống theo lịch thời vụ của địa phương đưa ra. Cái thứ hai là phải chọn giống xác nhận và bón phân cân đối. Và khi mình phải thăm đậm thường xuyên, khi thấy rầy mật độ cao thì mình tiến hành phun xịt. Anh Trường ơi, với những cái chia sẻ về kinh nghiệm của anh Đức Nhã như vậy thì anh có nhận xét gì? Và anh có thể chia sẻ thêm những cái ý kiến của anh không? Cảm ơn Trung Nhã. Cảm ơn những chia sẻ của anh Đức Nhã về cái giải pháp quản lý rầy nâu. Thì theo như chia sẻ của anh thì cái giải pháp như cái cách anh đang quản lý rầy nâu là nó đang rất là phù hợp trong với điều kiện canh tác hiện nay. Thì tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin về rầy nâu. Thì rầy nâu là cái côn trùng chích thúc, nó sẽ chích thúc vào mạch nhựa cây, làm cho cây lúa nó khô héo và người ta thường gọi đó là cháy gầy, hay người nông dân bình thường gọi là trổ nóc đó, gây thất thu năng suất rất là nặng. Bên cạnh đó thì cái con rầy nâu á, nó cũng là nó mang cái vector để mà truyền cái virus gây bệnh vàng lùn cho lúa. Mà khi mà cây lúa mình nó bị nhiễm bệnh vàng lùn, nhất là giai đoạn mạ đó, thì hầu như là không có thuốc trị hiện nay. Thêm một phần nữa, cái sự nguy hiểm của rầy nâu đó là khi rầy đã trứng nó nở thì ngay ngày hôm sau nó tuổi một nó đã bắt đầu chích thúc từ cây rồi. Và nguy hiểm hơn ở chỗ là giai đoạn lúa giai đoạn làm đồng á, mà mặt số rầy cám cao thì cái khả năng mà gây cháy rầy rất là lớn, tại vì mặt số lúc này nó rất là dữ. Ngoài ra thì cái con rầy nâu á, nó còn khó ở cái chỗ đó là nó nằm ở, nó sống và nó gây hại ở dưới gốc lúa, do đó mà khi mình phun thuốc á, nó sẽ khó trúng hơn và nó sẽ cái hiệu lực của thuốc hay là cái cách quản lý mình cần phối hợp nhiều giải pháp, chứ mình làm giải pháp đơn thuần nó sẽ không có hiệu quả lắm. Theo như anh Trường vừa chia sẻ thì rầy nâu nó gây hại rất là nhiều, vậy thì bà con nông dân có nên phun ngừa rầy nâu hay không anh? Như vậy thì theo anh Đức Nhã là đối với rầy nâu thì mình có nên phun ngừa không vậy anh ạ? Theo tôi thì rầy nâu mình không có phun ngừa vì sẽ tốn kém chi phí sản xuất rất là cao. Như vậy thì anh phun rầy nâu khi nào? Mình phun rầy nâu khi mình xâm đồng thường xuyên thì thấy rầy tuổi 1, tuổi 2 thì mình tiến hành phun thuốc. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Đức Nhã. Thì như chia sẻ của anh Nhã đó, thì thật sự thì nói đối với rầy nâu hay là nói với những côn trùng nói riêng thì là mình không cần phải phun ngừa, đi thăm đồng thường xuyên á, mà côn trùng xuất hiện trên ruộng của mình và với cái mật số mà đến ngưỡng gây hại thì chúng ta mới tiến hành chúng ta phun thuốc. Và khi để quản lý rầy nâu thì chúng ta cần phải kết hợp nhiều cái giải pháp lại với nhau, từ cái khâu giải pháp kỹ thuật, chẳng hạn như thứ nhất là làm đất rồi dọn sạch cỏ bơ, thứ hai nữa là đối với rầy nâu là ruộng mình phải thường xuyên giữ nước, tại nếu mà để ruộng khô thì khả năng cháy rầy rất là cao. Thứ ba nữa là khi mà sử dụng phân bón thì mình phải cân đối giữa đạm, lân và kali, tránh bón thường phân đạm, tại vì con rầy nâu mà khi mà chúng ta bón dư thường phân đạm thì lá nó sẽ xanh, mà con rầy nâu nó sẽ hút rầy nâu lại cho ruộng của mình, nó gây hại. Cái tiếp nữa là khi mà chúng ta phun thuốc rầy nâu thì chúng ta cố gắng, do con rầy nó nằm ở dưới gốc lúa, do đó mình phải vô nước ruộng để cho con rầy di chuyển từ gốc lên và trên được phun thuốc xuống thì cái khả năng nó
tiếp xúc với ngày đông nó sẽ cao hơn và nó triệt gầy nó hiệu quả hơn. Khi chúng ta đi thăm đồng thường xuyên và chúng ta chú ý đối với con ngày đông thì chúng ta đi nên thăm những cái nơi mà ruộng nó xanh và ruộng nó rập rạp, nhất là những cái miếng những cái ô ruộng mà nằm ở phía sau trong thường cái chỗ này sẽ cháy đầy rất là nhiều. Và khi chúng ta đi thăm mà chúng ta xác định được mặt số đầy là 2 đến 3 con trên một tép thì chúng ta tiến hành phun thuốc. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành thì anh Trường có thể chia sẻ một cái sản phẩm nào mà có thể quản lý tốt rầy nâu cho anh Đức Nhã cũng như là bà con nông dân mình sử dụng không anh? Kính thưa quý bà con, để quản lý rầy nâu hiệu quả trên ruộng, về phía công ty Tân Thành chúng tôi có giải pháp quét sạch rầy nâu với sản phẩm TTLED 70WG. Sản phẩm TTLED 70WG này tác dụng hạ mặt số gầy nhanh. Thứ hai nữa là nó có khả năng lưu giãn và hiệu lực kéo dài. Về cái liều lượng sử dụng thì sản phẩm TTLED 70WG này đó là 20g cho bình 25 lít. Trường ơi, theo Trung Nhã được biết thì bà con nông dân mình rất là quan tâm đến cái việc mà cái loại thuốc mà dùng khi mà cây lúa của mình đang ở giai đoạn là đồng trổ nó có an toàn và nó có ảnh hưởng đến cây lúa hay không. Tại vì Trung Nhã biết là đây là cái giai đoạn mà cây lúa nó sinh sản và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất sau này. Vậy thì sản phẩm là TTLED 70WG của mình có đáp ứng được cái điều đó không? Chia sẻ về lo lắng của Trung Nhã nói riêng cũng như là quý bà con nông dân nói chung, thì khi sử dụng thuốc trừ rầy ở giai đoạn lúa trổ thì người ta bà con mình rất là lo lắng cái sản phẩm này có gây ảnh hưởng đến bông lúa hay không. Thì đối với sản phẩm TTLED 70WG của công ty Tân Thành chúng tôi là tuyệt đối an toàn khi phun ở giai đoạn lúa trổ, sẽ không gây nóng và cháy hay là lép hạt. Dạ anh Trường ơi, cho em hỏi TTLED vẫn hiệu quả đối với rầy rô lúa không anh? Dạ, xin cảm ơn anh. Thì đối với sản phẩm TTLED thì khi mình phun rầy gối lúa hiệu quả vẫn đảm bảo. Tại vì sản phẩm TTLED này nó có hai cái tính năng. Một đó là cái tính năng chết nhanh và thứ hai là cái tính năng lưu giãn. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của kỹ sư Trường cũng như là của anh Đức Nhã. Tiếp theo bà con và quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với góc nhìn chuyên môn. Kính thưa quý bà con, để tìm ra cái giải pháp quản lý dịch hại giai đoạn đồng trổ làm sao để hiệu quả, an toàn và tiết kiệm là cái vấn đề mà bà con chúng ta quan tâm. Để quản lý cái rầy nâu hiệu quả thì đầu tiên chúng ta cần phải kết hợp nhiều cái giải pháp tổng hợp lại với nhau. Thứ nhất đó là về biện pháp canh tác. Đầu tiên là chúng ta cần phải cài bừa đất kỹ. Thứ hai nữa là chúng ta chọn giống có tính kháng, tính chống chịu. Thứ ba là mật độ gieo xạ hợp lý, khoảng từ 10 đến 15 ký cho một công 1.000 mét vuông. Kế tiếp nữa là chúng ta bón phân cân đối đạm lăn kali, tránh bón thừa phân đạm. Thứ tư đó là chúng ta chọn cái thời điểm để phun rầy nó phù hợp, tức là mật số từ 2 con cho đến 3 con trên một tép. Rồi về sản phẩm đặc trị rầy nâu thì công ty thành chúng tôi có giải pháp là quét sạch rầy nâu với sản phẩm là TTLED 70WG. TTLED 70WG với cái tác động chết nhanh, đánh vào hệ thần kinh, hạ mật số gầy nhanh. Tức là khi chúng ta phun cái bình thứ nhất xong và chuyển sang cái bình thứ hai thì bắt đầu là rầy nó sẽ té nước và chết rất là nhiều. Ngoài ra thì với cái tính năng lưu giãn mạnh, do đó là khi phun TTLED thì thuốc có khả năng thấm sâu và lưu giãn ở trong cái thân lá lúa. Do đó khi gầy mà nó chích hút thì nó vẫn thuốc vẫn tác động đến con gầy. Một đặc điểm nổi trội nữa của sản phẩm TTLED 70WG đó là với cái phụ gia tiên tiến không gây nóng lúa, tuyệt đối an toàn khi chúng ta phun ở các giai đoạn, cụ thể như là giai đoạn lúa trổ. Về liều lượng sử dụng thì sản phẩm TTLED sử dụng với cái liều là 20g cho một bình 25 lít. Lưu ý bà con là phun khi lượng nước là phải là tối thiểu từ 400 đến 500 lít trên 1 hectare. Và khi phun thì chú ý là phun làm sao cho thuốc nó tiếp xúc được con gầy. Hy vọng rằng với những chia sẻ về các cái giải pháp để quản lý rầy nâu sẽ giúp ích được cho bà con trong cái khâu quản lý cái dịch hại nói chung trên đồng ruộng của mình. Kính chúc với bà con được một vụ mùa thắng lợi và thành công. Khi lúa với rầy nâu thì tôi dùng LED để quản lý rầy nâu vì sử dụng LED rất là hiệu quả, an toàn cho lúa, không gây nóng lúa và sử dụng ở giai đoạn đồng trổ nên tôi rất là tin dùng LED. Tôi sử dụng LED từ rất lâu, tôi thấy khi sử dụng LED rầy chết rất là hiệu quả. Tôi pha một gói 20g trong một bình máy, pha một bình trước xịt xong, một bình sau xịt là rầy rớt xuống nước chết rất là nhiều. Nếu mà gặp cái điều kiện nào cái ruộng lúa của chúng ta bị lây lan rầy nâu đến cái mức mà những cái thiên địch nó không có khả năng nó khống chế được thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện sử dụng thuốc. Làm thế nào chúng ta
dùng cái thuốc mà cho thật đúng để chúng ta dập nó một cái thôi. Cái đúng thứ nhất là gì? Đúng loại thuốc. Hiện nay nó có rất nhiều cái loại thuốc ở trên thị trường, nhưng mà cái loại thuốc nào mà đặc trị con rầy nâu thì chúng ta dùng nó. Cái đặc điểm của nó là giết con rầy nâu rất là nhanh. Ngoài cái chuyện đúng thuốc, cái đúng thứ hai là đúng cái liều lượng người ta chỉ dẫn để mà có thể dập tắt nó một lần mà thôi. Cái đúng thứ ba là cái đúng thời điểm, là con rầy khi nó mới vừa nở rộ ở dưới gốc lúa, chúng tôi nói là nó mới nở tuổi 1 nó màu trắng, hay là đến ngày thứ 2, thứ 3 nó hơi vàng vàng, lúc này nó vẫn còn tập trung dưới gốc lúa, bắt đầu nó ăn cây lúa, nó cũng bò đi nhưng mà nó vẫn còn chậm và cây lúa chúng ta chưa thiệt hại nhiều. Và cái thứ tư là cái đúng cách. Con rầy nâu nó tập trung ở sát cái gốc lúa, cho nên cái cách phun chúng ta phải làm thế nào? Đưa cái bình xịt, cái đưa cái giò xịt chúng ta ngay ở dưới gốc lúa và chúng ta phun ở phía dưới và phun cho thật đều. Con rầy nó nhỏ cho nên làm thế nào cái giọt thuốc này trúng đều hết những con rầy và trúng ngay gốc lúa là nơi con rầy tập trung đó. Làm thế nào phun một lần cho thật đều theo nguyên tắc bốn đúng thì chúng ta có thể hạn chế được cái mật số con rầy rồng tối đa. Mong rằng bà con nên chú ý những cái đặc điểm con rầy nâu để chúng ta có thể cảnh giác, phát hiện kịp thời và chúng ta khống chế nó, không cho nó trở thành một cái đại dịch đối với cây lúa. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Phút 10 năm đồng hành tri ân nông dân. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, bà con mua 5 chai Phút trong các ngày tư vấn tại đại lý được tặng ngay một phiếu dự thưởng. Cơ hội trúng 10 giải đặc biệt xe SH Mode, 20 giải nhất TV Samsung cùng hàng ngàn giải thưởng khác. Phút 10 năm đồng hành tri ân nông dân. Phút diệt sạch cỏ dại, an toàn cho lúa,